Xin chào anh em là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review, phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ Rolex mình vừa mới về, và hai này của mình sẽ đều với tình trạng lướt full set, đầy đủ full hộp, sổ thẻ, phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả hai chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em thể nắm được tất cả mọi thứ về hai thiết kế ngày hôm nay anh em nhé. Sơ qua một chút thì ở phía bên tay trái mình sẽ có một em Rolex Celine với cái date xuất ra khỏi store vào 2022. Em này của mình sẽ là một trong những thiết kế rất đẳng cấp đến từ thương hiệu Rolex, khi mà chất liệu thân vỏ được làm bằng vàng hồng kết hợp với vành kim cương. Còn ở phía bên tay phải thì mình sẽ có một em Rolex Datejust đề mi vàng hồng 18K, sử dụng mặt vi tính nâu. Đây là một trong những thiết kế được rất là nhiều anh em yêu thích, săn đón và ưa chuộng. Và với cái date được xuất ra khỏi store vào 2021 thì anh em sẽ có được bảo hành đến 2026 với chính sách bảo hành 5 năm anh em nhé. Để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá cho anh em chiếc đồng hồ Rolex Celine. Celine là một trong những dòng máy hiếm hoi đến từ thương hiệu Rolex, khi mà chất liệu thân vỏ luôn được làm bằng vàng đúc, có thể là vàng trắng, có thể là vàng hồng. Và thiết kế ngày hôm nay của mình thì sẽ được làm bằng vàng hồng Everest Gold, một loại vàng hồng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Rolex. Kết hợp với đó thì sẽ là những viên kim cương cực kỳ sang trọng đẳng cấp ở trên vành của chiếc đồng hồ này. Và ngoài kim cương ra thì phần vành nó còn có thêm những rãnh khía nữa để tạo ra được sự phản sáng khi mà anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau. Thiết kế thì sẽ là ba kim cùng với cả những cọc số được làm bằng vàng. Rất đơn giản thôi nhưng nó sẽ tạo ra được sự sang trọng, tinh tế dành cho người đeo. Mặt đồng hồ sẽ có được những đường nét trải tia với phần trụ kim là trung tâm, và mặt màu hồng đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ cũng như là phần kim cọc. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có phần thiết kế logo vương miện quyền uy đến từ thương hiệu Rolex. Ở dưới sẽ là dòng chữ Rolex Geneva. Còn ở phần dưới góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Celine và Squidmate. Để mà phân tách những cái phần kim cọc này thì hãng sẽ sử dụng những cặp vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng vào để chỉ phút anh em nhé. Về phần tình trạng thì mình nghĩ không có gì để chê rồi. Bên mình thì cũng chỉ thu đổi và nhập những chiếc đồng hồ với tình trạng lướt rất là đẹp thôi. Tất nhiên khi mà đã là đồng hồ đã qua sử dụng thì bao giờ nó cũng có một chút sức răm, điều này là không tránh khỏi, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có cấn móp cả anh em ạ. Ở phần góc 3 giờ thì mình sẽ có phần lúm cổ chai của chiếc đồng hồ, và nếu như anh em muốn chỉnh lịch giờ phút giây thì anh em phải vặn cho mình cái núm này ra. Dòng máy Celine thì cũng sẽ sử dụng núm thuyết lóc với hai tầng chịu nước. Tuy nhiên nếu như so với dòng máy Datejust như là chiếc đồng hồ vi tính nâu ở đây thì dòng máy Celine chịu nước chỉ lên đến 50m mà thôi, nhưng đây cũng là một khả năng chịu nước rất là tốt rồi. Em này của mình thì có một nấc bởi vì chỉ có 3 kim giờ phút giây, kéo ra cái là anh em có thể chỉnh được luôn lịch giờ phút giây. Ấn kịch nấc vào thì anh em có thể bắt đầu chỉnh, thì anh em có thể vặn xoáy cái núm này vào theo chiều ngược lại để tăng tối đa khả năng chịu nước dành cho thiết kế đồng hồ này. Ở đằng sau đáy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy kín. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy 3132. Với bộ máy này thì anh em sẽ có được 31 chân kính, tần số dao động là 28.800, thời gian chữ code thì sẽ là 48 tiếng. Và với khả năng chạy chuẩn chính xác Superlative Chronometer Official Certified thì size số của em này sẽ là nhanh chậm không quá 2 giây một ngày. Và tất nhiên tất cả những chiếc đồng hồ Rolex thì đều có cái size số thấp đến như vậy. Ở đây thì mình sẽ có được một thiết kế với dây tóc parachrome mang lại khả năng chống sốc, chịu nhiệt rất là tốt dành cho chiếc đồng hồ. Và đây cũng là một trong những thiết kế ổn định chính xác bậc nhất ở trên thế giới. Và đằng sau đấy thì mình sẽ có được một số những chuyện chứng nhận vàng đúc như là 750, cân tiểu ly, đầu chó Magna, bên này thì sẽ là logo của hãng. Thì mình cũng không hiểu sao nhưng mà Rolex thì thường chuyện vàng đúc rất là rõ nét, không như là một số thương hiệu khác cần phải zoom soi vào thì mới thấy rõ nét hơn. Tuy nhiên là với Rolex anh em có thể thấy qua video này, từng cái chuyện này nó thực sự rất là đẹp ở trên phần thân vỏ. Theo nữa thì ở đây sẽ là một bộ dây da cùng với cả thiết kế khóa cài cùng với đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc. Những cái chuyện này thì không phải là do Rolex chuyện anh em ạ, mà là do cơ quan độc lập của Thụy Sĩ chứng nhận kiểm định vàng chuyện. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhá. Với thiết kế size 39mm phong cách dress watch thì em này đeo sẽ cực kỳ hợp lý. Nó sẽ dành cho anh em có chu vi cổ tay nhỏ, cổ tay vừa cũng như cổ tay to. Với thiết kế đồng hồ này, nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao. Đồng thời hãng cũng đã ngưng sản xuất rất là nhiều phiên bản Celine rồi.
Hiện tại thì mình đang có sẵn một chiếc đồng hồ vàng đúc vành kim cương và mang phân khúc rất là cao. Mình giao lưu với mức giá khá là êm, chỉ loanh quanh 395 triệu mà thôi. Đó chính là chiếc đồng hồ Rolex dây da. Còn ở đây thì mình sẽ có được một em sử dụng chất liệu dây kim loại. Rolex Leisure là một trong những dòng máy ăn khách bậc nhất đến từ thương hiệu Rolex. Khi mà những chiếc đồng hồ ở trong dòng máy Rolex Leisure thì sẽ có rất là nhiều những phiên bản khác nhau. Mình chỉ ví dụ thôi, với dòng máy Leisure thì mình sẽ có dây Jubilee hoặc là dây tanh. Niềng thì sẽ có niềng khía, niềng trơn, niềng kim cương. Mặt đồng hồ thì có rất là nhiều loại mặt khác nhau, từ vi tính nâu, vi tính vàng, tia nâu. Xong rồi nó còn có thêm rất là nhiều những phiên bản khác như là mặt sạc cơ, hoặc là những phiên bản cọc vạch, cọc kim cương, cọc la mã, vân vân và vân vân. Thì từ đó hãng sẽ tạo ra được rất là nhiều những thiết kế khác nhau để phù hợp với túi tiền người chơi, phù hợp với phong cách của người chơi. Chiếc đồng hồ mình giới thiệu đến anh em ngày hôm nay là phiên bản có thể nói là ăn khách bậc nhất và được săn đón bậc nhất trong dòng máy 126231. Đó chính là chiếc đồng hồ Rolex đề mi vàng hồng, mặt vi tính nâu. Mặt vi tính nâu là một trong những thiết kế mà hãng đã ngưng sản xuất rồi, nên nếu như anh em muốn sưu tầm thì đây cũng là thiết kế cực kỳ đáng chơi, cực kỳ đáng sưu tầm. Phong cách thì vẫn là 3 kim một lịch với phần Rolex ở góc 3 giờ. Ở trên góc 12 giờ như thường lệ mình sẽ có được phần thiết kế logo vương miện quyền uy. Tiếp theo nữa sẽ là Rolex Leisure. Và không như là những dòng máy Leisure thông thường thì anh em sẽ thấy thêm được những dòng chữ như là Oyster Perpetual, hay là Superlative Chronometer Official Certified, hay là dòng chữ Swissmade ở phần dưới góc 6 giờ. Dòng máy vi tính thì hãng sẽ lược bớt đi tất cả những điều đó để làm tôn lên thiết kế vi tính của chiếc đồng hồ. Về tình trạng thì chẳng có gì để bàn rồi, quá là đẹp, quá là xuất sắc. Anh em sẽ thấy này, từ bộ dây, bộ khóa, phần niềng, phần mặt đồng hồ, phần thân vỏ. Anh chủ cũ của chiếc đồng hồ này thì anh chỉ đeo trong những dịp ví dụ như đi tiệc thôi, hoặc là gặp đối tác. Còn thông thường ở nhà thì anh không đeo, và anh em không đeo trong những dịp hàng ngày, nên vẫn giữ được tình trạng chiếc đồng hồ rất là đẹp anh em nhé. Anh em chỉ cần nhìn phần niềng anh em biết ngay là chiếc đồng hồ này được dùng nhiều hay dùng ít. Còn về phần dây, phần tất cả mọi thứ thì rất là cứng cáp và đẹp rồi, sắc cạnh. Ở vành phía bên trong chiếc đồng hồ thì mình sẽ còn có thêm những dòng chữ Rolex chạy phía bên trong cái vành. Với phần dưới góc 6 giờ sẽ là phần series. Dòng máy Celine thì series nó sẽ được đặt ở dưới góc 6 giờ cùng với cả phần mã máy. Tuy nhiên với dòng máy Leisure hay là những dòng máy khác thì không có mã máy đâu, nó chỉ có phần series thôi anh em ạ. Bộ máy nằm lên chiếc đồng hồ này thì sẽ là bộ máy 3235. Với bộ máy này anh em sẽ có được 31 chân kính, 70 giờ chữ God cùng với cả 28.800 tần số động. Bộ máy đời cao đến từ thương hiệu Rolex, mang đến sự ổn định, tính chính xác dành cho người đeo. Bây giờ thì mình sẽ sơ qua một chút về phần dây, phần khóa, tất cả mọi thứ nhé. Có một điểm mình rất là thích về những dòng máy đồng hồ Rolex đời mới như thế này, đó chính là nó sẽ sử dụng cái khóa Oyster, một loại khóa anh em có thể giãn ở ra vào. Ví dụ như là với dòng máy trước, kể cả mắt dây nó bé như thế này, nhưng nhiều khi mình lại gặp tình trạng là thêm một mắt thì thừa và bớt đi một mắt thì chật. Còn với dòng máy sử dụng cái bộ khóa như thế này thì anh em không bao giờ phải lo lắng về điều đó cả. Đeo kiểu gì cũng vừa tay, kiểu gì cũng ôm tay anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhé. Với thiết kế đồng hồ này, nếu như anh em vào hãng thì hãng đã ngưng sản xuất rồi. Và anh em cũng rất là khó để có thể đặt được một thiết kế hot hit như này, kể cả khi hãng đang còn sản xuất. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2021. Mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 385 triệu mà thôi. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong hai thiết kế đồng hồ ngày hôm nay thì anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Em Celine là 395, em Leisure là 385. Anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.